Dàn mỹ nhân Cẩm Tâm Tượng Ngọc hóa ra đều đến từ vũ trụ Chân Hoàn và Như Ý Truyện. Cẩm Tâm Tượng Ngọc là một trong những bộ phim rất hot. Ngoài chuyện tình cảm ngọt ngào của Đàm Tùng Vận và Trung Hàn Lương, bộ phim còn gây chú ý với các tình tiết đấu trí của nữ chính với các cô vợ khác của chồng. Và nhiều cư dân mạng đã bất ngờ phát hiện, hóa ra dàn sao nữ trong dự án hot này đều có điểm chung là đến từ hai bộ phim cùng đấu nổi danh, Chân Hoàn Truyện và Như Ý Truyện. Thứ nhất, Đàm Tùng Vận. Trong Cẩm Tâm Tượng Ngọc, Đàm Tùng Vận và vai La Thập Nhất Nương, nàng xuất thân là con của vợ lẽ nên địa vị rất thấp, luôn phải nhẫn nhịn chịu đựng, giấu đi sự thông minh của bản thân. Cuộc đời Thập Nhất Nương thay đổi khi được gả cho Từ Lệnh Nghi làm vợ kế. Bằng sự thông minh và nhân từ của mình, La Thập Nhất Nương đã thay đổi định kiến của mọi người xung quanh, đánh bại Giàn Di Nương và giành được hạnh phúc. Nếu là fan của Đàm Tùng Vận, mọi người chắc hẳn sẽ còn nhớ cô nàng từng gây chú ý với vai Thuần Nhi trong Chân Hoàn Truyện. Trái hẳn với nàng La Thập Nhất Nương thông minh, Thuần Nhi giống như cái tên của mình là thiếu nữ đơn thuần, ngây thơ. Nàng được lòng hoàng đế và Chân Hoàn vì tính cách vô tư, không dính dáng đến những tranh đấu chốn hậu cung. Tuy nhiên cũng vì quá ngây thơ mà Thuần Nhi lại không có được cái kết viên mãn. Nàng vì lỡ nghe được âm mưu của Hoa Phi mà bị hãm hại và ra đi trong sự tiếc nuối của khán giả. Thứ hai, Lan Hy. Trong quá trình trưởng thành của La Thập Nhất Nương, Giản Sư Phụ là người đóng vai trò rất quan trọng. Ngoài việc dạy các kỹ năng theo thùa cho Thập Nhất Nương, Giản Sư Phụ còn truyền cho cô kinh nghiệm sống và giúp đỡ nữ đồ đệ vượt qua rất nhiều khó khăn. Nhân vật này cũng được khán giả yêu thích nhờ vẻ ngoài dịu dàng nhu mì của mình. Người vào vai Giản Sư Phụ chính là Lan Hy, mỹ nhân cũng nở lên từ siêu phẩm cung đấu Chân Hoàn Truyện. Khác với Đàm Tùng Vận chỉ là tuyến nhân vật phụ xuất hiện không nhiều, Thẩm Mi Trang của Lan Hy đóng vai trò rất quan trọng vì là bạn thân của Chân Hoàn và cuộc đời đầy bi kịch của cô cũng khiến khán giả dai dứt mãi. Thứ ba, Dĩnh Nhi. Trong Cẩm Tâm Tượng Ngọc, Dĩnh Nhi vào vai Nguyên Nương, vợ cả của Trung Hàn Nương, cũng là chị gái của La Thập Nhất Nương. Nàng thông minh, quyết đoán và lắm mưu kế. Vì mắc bệnh nặng mà lên kế hoạch để bảo vệ con trai đang còn nhỏ, khiến tình địch chỉ có thể làm vỡ lẽ. Dù chỉ xuất hiện trong 6 tập đầu, nhưng Dĩnh Nhi vẫn chinh phục được nhiều khán giả vì là cao thủ ra đấu. Dĩnh Nhi nổi lên từ bộ phim Thiên Sơn Mộ Tuyết, ngoài ra cô còn từng đảm nhiệm vai nhỏ trong Chân Hoàn Truyện. So với Đàm Tùng Vận hay Lan Hy, nhân vật Hạ Thường Tại của cô xuất hiện chớp nhoáng trong vài tập đầu. Hạ Thường Tại gây chú ý về vẻ cao ngạo, phách lối và xuất thân cao quý. Cũng vì tính cách ngông cuồng này mà vào cung chưa được bao lâu cô đã bị Hoa Phi thưởng cho nhất trượng hồng, rồi đầy vào lãnh cung không còn ai nhớ tới. Thứ tư, Hà Hoàng San. Ngoài La Thập Nhất Nương của Đàm Tùng Vận, Cẩm Tâm Tượng Ngọc còn có gương mặt khác gây chú ý không kém là Kiều Liên Phong, sau này gọi là Kiều Di Nương. Kiều Liên Phong là một trà xanh có xuất thân cao, nàng đeo lòng ngưỡng mộ Từ Lệnh Nghi và mong muốn được làm vợ kế của anh. Tuy nhiên cô mắc bẫy của Nguyên Nương, phải ê chề làm vợ bé cho hầu gia. Cũng vì vậy cô luôn bày mưu hại hạ Thập Nhất Nương. Thất bại trong phim ra đấu, Hà Hoàng San cũng chẳng khá khẩm hơn khi gia nhập thể loại cung đấu. Cô bắt đầu được khán giả nhớ mặt nhờ đảm nhận vai Bạch Nhị Cơ trong Như Ý Truyện. Bạch Nhị Cơ được lòng hoàng đế nhờ khả năng chơi đàn rất giỏi, cũng vì được sủng ái mà cô liên tục gây khó dễ cho nữ chính Như Ý. Tuy nhiên kết cục của nhân vật này không thể thê thảm hơn. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!